Sáng nay ngày 7 tháng 2, tại di tích lịch sử Đình Lạc Giao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức lễ tế đầu xuân năm 2023. Đây là một trong những nghi lễ văn hóa truyền thống được tổ chức hàng năm tại Đình Lạc Giao. Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao là nơi thờ tự ghi nhớ công ơn của bậc tiền hiền Phan Hộ, người đã có công lập đình lập làng vào thở sơ khai. Là nơi ghi công của đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, người được triều đình nhà Nguyễn ra chiếu sắc phong làm thần Hoàng Lạc Giao vào những năm 30 của thế kỷ trước. Lễ tế đầu xuân là một trong những nghi lễ văn hóa truyền thống được tổ chức hàng năm tại Đình Lạc Giao với nghi thức tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất mới. Cầu cho năm mới bình an yên lành, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Qua bao đời nay, nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột luôn bảo tồn, gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của Đình Lạc Giao nói riêng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã dày công gây dựng. Hàng năm ngoài lễ tế đầu xuân 17 tháng Giêng tại Đình Lạc Giao còn tổ chức các lễ tế vào mùa thu 16 tháng 8 âm lịch, lễ giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch, lễ tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến và đồng bào tử nạn tại Buôn Ma Thuột ngày 1 tháng 12 năm 1945, 27 tháng 10 âm lịch.